bạn. Hôm nay mình giới thiệu sản phẩm máy oxy 2 vòi VS348 của Vitsun. Công suất của cái máy này là 5W 2 vòi. Sản phẩm của cái máy này lúc mình mua ngoài tiệm á là chỉ có một cái máy thôi nha. Vitsun 348. Đây là hình dáng của cái máy Vitsun 348. Nhựa xanh trong cực kỳ đẹp. Hai vòi. Có một cái công tắc chỉnh mạnh yếu của cái máy. Công tắc chỉnh mạnh yếu của cái máy. Giờ để mình test thử máy cho các bạn xem nha. Ok, cắm vào thấy máy rung rung là sai được rồi đó. Mình đang cho chạy ở cái chế độ là yếu nhất. Các bạn nào mà có hai cái hồ cá thì nên sử dụng loại này, sưởi rất là tốt. Giờ mình sẽ chỉnh công suất mạnh hơn cho các bạn xem nha. Máy hoạt động cực kỳ tốt. Ok, giờ mình tiếp tục test cái máy này xem coi nó có thể đẩy ra được bao nhiêu cái cục sủi. Để giúp cho các bạn có một cái đánh giá trước khi mua sản phẩm. Ở đây mình sử dụng cái ngã ba để chia ra. Đang sử dụng 3 cục sủi. 3 cục sủi. Thì trong 3 cục sủi này á thì 2 cục sủi sủi rất là mạnh. Còn 1 cục sủi thì sủi ở mức nhẹ thôi, không có được mạnh. Đôi khi các bạn mua những cái viên sủi giống vậy nè mà về tự nhiên viên sủi của mình nó không sủi ra được á. Có thể là do cái lớp nén của người ta nén chặt quá. Các bạn chịu khó chà chà tí xíu là tự động nó sẽ hoạt động bình thường. Đấy, 3 cục sủi. Vậy là hiện tại máy nó sủi được 3 viên sủi. Để mình thử nâng cấp máy bên này nha. Cái máy sủi 2 vòi này á, các bạn để ý nha, hai cái motor nó chạy hoàn toàn độc lập với nhau, nó không có chung với nhau. Nên thành thử á, cái máy nó chạy rất là bền. Mình nghĩ cái máy này nếu mà xài hết công suất á, đẩy được ít nhất là 4 cục sủi. Chính xác luôn, 4 cục sủi. Đối với những viên sủi mà nó sủi kém quá, các bạn chịu khó chà chà nó, hoặc sử dụng một thời gian thôi là tự động nó sẽ sủi rất là êm. Ok, vậy là cái máy VS348 này, máy oxy 2 vòi, nếu sử dụng tối đa được, chúng ta có thể sủi được tới 4 cái cục oxy.
thì trong đó hai cục sủi rất là mạnh, hai cục sủi rất là yếu. Đó, ok.